Xin chào các bác, đại là MG đây. Thì hôm nay thì MG có một cái đơn hàng đồng hồ Orange SK và anh khách muốn đặt cái bản SK màu xanh than. Anh khách muốn ship đến tại Thanh Trì, Hà Nội. Thì kính mời các bác cùng với MG theo dõi cái video này. Em sẽ đi ship cho anh khách. Và trước tiên thì bên em sẽ phải kiểm tra đầy đủ hộp số thẻ về cái mẫu sản phẩm này các bác nhé. Đây. Địa chỉ của em là tại ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Nó nằm tọa lạc tại đường Vành Đai 3 đây các bác nhé. Cũng là một cái khu phố khá là sầm uất đây. Và đang trên cái chuyến đi và chúng ta sẽ cùng theo dõi về cái cuộc hành trình này của em Duy. Sẽ đi ship cho anh khách cái chiếc SK màu xanh than này. Đường phố thì cũng rất là nhộn nhịp và rất là tấp nập xe luôn. Đường Vành Đai 3 đây các bác nhé. Và ở đây là cái khu mà có thể nói là nó đang quy hoạch để xây khu đô thị, nhìn nó cũng khá là đẹp các bác nhé. Về những cái thiết kế và về những cái hàng cây xanh thì nhìn cũng khá là ok đấy ạ. Và thời tiết Hà Nội thì đợt này thì nó đang vào cái đợt đầu chớm đông các bác ạ, nên là về cái không khí thì cũng khá là lạnh, khá là buốt, nên là trời nó khá là âm u đây các bác có thể thấy này. Trời khá là âm u và ngoài đường thì hầu như thì ai cũng phải là mặc cái áo khoác thôi. Thời tiết Hà Nội cứ đến dịp này là nó khá là khô. Chiếc đồng hồ này thì em sẽ ship cho con gái của anh khách nhé. Do anh khách là ở quê, không có mặt trên thành phố được. Và con gái, có nhiều con gái nấy hộ. Thì con gái thì đang học đại học. Anh khách đây có nhiều em ship đến tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đây. Đó, đường đi cũng khá là ngóc ngách đấy ạ. Đây, và cái mẫu sản phẩm của chúng ta là cái dòng Orange SK màu xanh than. Thì anh khách có nhờ con gái video call và xem lại cái sản phẩm trực tiếp ở đây cho các bác xem luôn này. Màu xanh than thì nó khá là đẹp. Hiện tại thì anh khách đang kiểm tra tình trạng sản phẩm. Bản này là bản quốc tế các bác nhé. Em cũng đã chia sẻ với anh khách rồi. Màu xanh than, hộp sổ thẻ em có đầy đủ. Thì anh em và các chú nào mà xem được video này và muốn sở hữu một cái dòng Orange SK hay là những cái dòng sản phẩm khác thì có thể liên hệ sớm qua cho em Duy qua Zalo là 0347808219 các bác nhé. Và sau khi check xong thì cũng đã chuyển khoản cọc đầy đủ rồi. Và hàng thì cũng là anh khách cũng rất là ưng. Đó, kết thúc chuyến hành trình thì em lại tiếp tục quay trở về nơi làm việc để tiếp tục phục vụ các bác, đăng video và kiểm tra những cái mẫu sản phẩm. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.